Sau hơn 2 ngày làm việc vào sáng ngày hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam đã bước vào phiên bế mạc và ra mắt Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới tham dự. Mở đầu phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, 144 đồng chí được bầu trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12 đã chính thức ra mắt. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 11, được tín nhiệm bầu tái đắc cử làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, mỗi cán bộ đoàn cần thực hiện hai chữ tiên phong theo lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hãy nhìn nhận về trách nhiệm mở đường cho một việc gì đó. Mở đường không bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu tất cả chúng ta cùng mở đường thì sẽ tạo ra rất nhiều điều tốt đẹp. Trong khuôn khổ chương trình, Ban chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022-2027 cũng đã ký kết nghị quyết liên tịch với Chính phủ. Sáng ngày 16 tháng 12 tại Hà Nội, hàng trăm doanh nghiệp tạo tác động xã hội, đơn vị trung gian, hạt nhân đổi mới sáng tạo và nhà đầu tư đã góp mặt tại sự kiện SIP Connect trong khuôn khổ dự án IC COVID. Sự kiện do Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đồng chủ trì. Đây là cơ hội để các cá nhân và tổ chức tương tác, chia sẻ và thảo luận hướng đến những giải pháp tăng tốc sự phát triển của hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam. Sự kiện SIP Connect là dịp để các bên tăng cường kết nối, trao đổi những kinh nghiệm tốt nhằm tăng tốc độ sự phát triển của hệ sinh thái SIP tại Việt Nam. Đây cũng là ngày hội và cơ hội để các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm và chia sẻ những câu chuyện kinh doanh tạo tác động thành công. Theo đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong công cuộc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, các doanh nghiệp tạo tác động xã hội là thành phần quan trọng, vừa đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, vừa tác động đến xã hội và môi trường thông qua tạo việc làm và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho nhóm yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, so với các doanh nghiệp thông thường, các doanh nghiệp này còn gặp khó khăn hơn do các đặc thù của mình. Mặc dù chưa có một chính sách dành riêng cho các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, Chính phủ luôn ghi nhận, khuyến khích và đánh giá cao các doanh nghiệp này với cam kết luôn đi đầu trong cải cách, đổi mới và đồng thời chú trọng công tác an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau. Mới đây, tỉnh Đoàn Hà Nam đã thành lập và triển khai hiệu quả mô hình câu lạc bộ lý luận trẻ theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm tập hợp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích nghiên cứu, trao đổi về lý luận và chính trị. Tiền thân là câu lạc bộ thanh niên với pháp luật sinh hoạt một lần một quý, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Nam đã ra mắt câu lạc bộ lý luận trẻ gồm 21 thành viên là cán bộ đoàn chủ chốt của các đơn vị trong toàn tỉnh. Khi có những vấn đề thời sự nóng, thành viên câu lạc bộ lại nhóm họp để trao đổi, kịp thời tham mưu cách giải quyết, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị. Đến nay, tỉnh Hà Nam đã thành lập được một câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh, 10 trên 10 câu lạc bộ cấp huyện và tương đương, 2 câu lạc bộ cấp cơ sở. Hình thức sinh hoạt tương đối phong phú, từ tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội thảo theo chủ đề, chủ điểm thu hút vấn đề thanh niên quan tâm, đến tham gia trao đổi, thảo luận với báo cáo viên chuyên gia, cán bộ cách mạng lão thành, cựu chiến binh, cựu cán bộ đoàn. Thưa quý vị, trong những năm qua, quá trình hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng ở Việt Nam đã kéo theo các nhóm tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng gia tăng về số lượng cũng như là mức độ nguy hiểm. Một số vi phạm điển hình như là rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng, trộm cắp tài sản ở các cây ATM, làm giả thẻ ngân hàng đang diễn biến phức tạp. Việt Nam đang đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế với các nước trên thế giới để nhận diện cũng như có những biện pháp ngăn chặn xử lý. Đấu tranh với nhóm tội phạm xuyên quốc gia lĩnh vực tài chính ngân hàng đã và đang thu hút sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, nhóm tội phạm không chỉ là người Việt mà còn là các băng nhóm tội phạm nước ngoài di chuyển sang Việt Nam để hoạt động. Các hành vi như rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng, trộm cắp tài sản ở các cây ATM, làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền tại các ngân hàng, lưu hành tiền giả gây nên bất ổn trong thị trường tiền tệ. Hiện nay nó đang gây ra những cái hệ lụy không hề nhỏ cho nền kinh tế, đặc biệt là trong phát triển kinh tế cũng như là các cái phát triển hoạt động kinh tế, hoạt động chung của các loại của các doanh nghiệp cũng như là các cơ quan chức năng quản lý nhà nước trong cái công tác mà phòng ngừa phòng chống tội phạm.
vì đặc biệt là những cái loại mang tính ẩn danh, các loại tội phạm này nó có cái tính ẩn danh cũng như là những cái tính phức tạp hóa các cái giao dịch rất là lớn. Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần củng cố tiềm lực, bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia. Đấu tranh với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng vẫn còn một số hạn chế, bất cập, như các đối tượng phạm tội thường triệt để lợi dụng ưu thế của công nghệ thông tin, như sử dụng tính năng bảo mật, mã hóa, tính ẩn danh để tránh bị phát hiện khi thực hiện các hành vi phạm tội. Hệ thống phương tiện kỹ thuật phục vụ phát hiện, thu nhập, đánh giá tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Thực tế trên đặt ra đòi hỏi khách quan các quốc gia cần phải nghiên cứu, tổng kết công tác điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm này trong tình hình mới. Vì một nền hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định và phát triển, Việt Nam cần ưu tiên tổng kết chính sách hình sự, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự đối với lĩnh vực này, dự báo đúng tình hình, tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân với các bộ ngành liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và lực lượng thực thi pháp luật quốc tế, lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam, quan tâm đào tạo đội ngũ chuyên gia phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập, tỉnh Hà Nam đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức thanh kiểm tra đột xuất các bếp ăn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra các quy trình của các bếp ăn tập thể, bao gồm việc ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm, phải đảm bảo có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, quy trình vận chuyển, bảo quản, chế biến thực phẩm. Việc kiểm tra thực hiện 3 bước: lưu mẫu thức ăn, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, điều kiện về con người. Từ khâu sơ chế đến khâu chế biến, nhà trường đảm bảo thực hiện đúng theo nguyên tắc một chiều khi mà chi ăn cho các cháu tại bếp ăn, cũng thực hiện rất là đúng cái quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, các trường và đơn vị cung cấp thực phẩm đã chấp hành tốt những quy định, điều kiện về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đồ dùng trong khu vực bếp nấu, phòng ăn. Nhân viên trực tiếp chế biến thức ăn sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động, nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm có địa chỉ rõ ràng. Thông qua buổi kiểm tra này, chúng tôi cũng sẽ đánh giá toàn bộ và báo cáo với lại các cấp chính quyền địa phương, với hai ngành giáo dục và ngành y tế đối với công tác an toàn thực phẩm tại các nhà trường. Hoạt động thanh kiểm tra nhằm kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, xử lý những trường hợp vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong trường học, nhằm góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.